Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với lãnh đạo đại diện các cơ quan báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ của Ban Tuyên giáo Trung ương mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nêu rõ, mặc dù Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm cao và cũng là một trong những nước có ca bệnh sớm nhất, tuy nhiên, việc đề ra những chiến lược nhất quán ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc của toàn dân và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đến nay Việt Nam vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất. Theo Phó Thủ tướng, hiện xét về tổng số ca nhiễm, Việt Nam đang xếp khoảng 176 trên thế giới, nhưng tính tỷ lệ trên 1 triệu dân thì đứng thứ 214 trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó thể hiện những vấn đề mang tính nguyên tắc, chiến lược của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Đặc biệt, ngay từ thời gian đầu chống dịch, chúng ta đã đặt mục tiêu không để số người nhiễm nhiều. Với phương châm chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị tích cực với sự vào cuộc của toàn dân. Một thực tiễn là Việt Nam chúng ta không những chỉ chống dịch tốt mà rõ ràng kinh tế vẫn tăng trưởng, đứng về phía giác độ y tế và chống dịch. Đương nhiên những người làm công tác như chúng tôi là muốn là giãn cách xã hội sớm nhất, khoanh vùng rộng nhất có thể. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc, đã cần phải có chính sách gì mạnh hơn kiểu như giãn cách hay chưa. Thì tôi với tư cách là Phó Thủ tướng và trưởng ban chỉ đạo, tôi trả lời rằng chưa. Chúng ta khoanh vùng nhanh nhất có thể nhưng phải gọn nhất có thể. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, tùy từng thời kỳ chính phủ sẽ có những điều chỉnh phù hợp với tình hình và năng lực nhưng sẽ không thay đổi những nguyên tắc chiến lược. Đồng thời, đặc biệt lưu ý, vaccine là giải pháp căn cơ chống dịch. Song thế giới đang rất khan hiếm vaccine. Từ nay đến cuối năm, Việt Nam cũng khó để đạt được miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang. Kêu gọi người dân nhận thức được ý thức trách nhiệm, trước hết là của mình. Đối với mình, đối với những người thân, rồi đến cộng đồng, đến đất nước, chúng ta không ngăn sông cấm chợ, chúng ta không cấm người qua lại, nhưng chúng ta kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ thôi. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện phương án chuẩn bị ứng phó tình huống 30.000 người nhiễm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tuy nhiên cũng không nên quá hoang mang lo lắng, cần bình tĩnh cùng chung tay chống dịch.